Xin chào các anh chị và các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu, họ tên đầy đủ là Trần Thị Thảo. Hiện nay thì Thảo đang kinh doanh vé máy bay và song song xây dựng hệ thống phân phối hàng tiêu dùng sinh học tại Việt Nam. Và rất là vui trong tối hôm nay có mặt ở đây để giới thiệu đến toàn thể các anh chị cùng các bạn một cái dòng sản phẩm dinh dưỡng Nutrilite, và cái cụ thể là một cái sản phẩm ở trong cái dòng dinh dưỡng Nutrilite là sản phẩm BioC Plus. Cái sản phẩm BioC Plus này là một cái dòng sản phẩm mà đã rất là quen thuộc với bản thân và gia đình Thảo trong vòng 5 năm qua. Gần như mỗi ngày, cái BioC Plus đang là một cái sự lựa chọn cho bản thân và gia đình Thảo cho sử dụng hàng ngày. Thì mỗi ngày thì cơ thể chúng ta cần rất là nhiều cái loại vitamin và khoáng chất. Trong đó có cái nhóm vitamin rất là quan trọng, đấy là vitamin C. Vitamin C thì được đào thải mỗi ngày. Vì vậy mà cần bổ sung cái vitamin C hàng ngày để tăng cường sức khỏe cũng như là hệ miễn dịch cho cơ thể. Tác dụng của vitamin C là để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, là chất chống oxy hóa, chống lão hóa. Và ngoài ra vitamin C còn là để có tác dụng là cải thiện sức khỏe làn da. Để minh họa rõ hơn cho những cái công dụng của BioC Plus, mời các anh chị và các bạn xem qua cái thí nghiệm sau. Đây thì cái giới thiệu qua cái thành phần mà để tạo nên cái viên một cái viên cái sản phẩm BioC Plus ấy, là bao gồm từ cái bột đông khô của quả Acera cherry, và ngoài cái quả Acera cherry ấy, thì là nó là cái loại quả mà có hàm lượng vitamin C nhiều nhất ở trong tự nhiên. Và bên cạnh đó thì kết hợp với lại cái chất chống oxy hóa được chiết xuất từ cùi của vỏ cam và quýt. Thì ở đây Thảo lấy hai cái cốc nước này tượng trưng cho là hai cái cơ thể, và cơ thể mình thì 70% là nước. Thảo lấy gạo để tượng trưng cho các cái tế bào nuôi dưỡng cơ thể. Thì hàng ngày á, cơ thể mình phải ra ngoài hít phải khói bụi không khí. Thảo lấy cái cầu đi ốt để Thảo làm cái tượng trưng cho những chất độc hay là những cái mà ô nhiễm hàng ngày mình phải gặp phải. Hàng ngày á, thì mình đi ra ngoài hít phải khói bụi, rồi cái nguồn nước của mình ô nhiễm, rồi bên cạnh đó là thức ăn của mình có những cái chất bảo quản đó. Thì khi như vậy á, thì cơ thể mình hàng ngày tích tụ mỗi ngày một ít, và đây mình thấy là cái cơ thể mình là cái nước nó đang chuyển màu đen. Ngoài ra nó lấn sâu đến các cái tế bào cơ thể là những hạt gạo nó cũng bị đen. Vậy thì khi cơ thể mình mà bị mệt mỏi thì ở bản thân và gia đình mình ấy, thì thói quen tiêu dùng trước đây ấy, là mình vẫn lấy những cái sản phẩm từ tự nhiên giống như quả chanh hay là quả cam, quả bưởi để bổ sung vitamin C, để giúp cho mình chống những cái triệu chứng mệt mỏi, cảm cúm hay là những cái lúc mà mình muốn bổ sung thêm vitamin C. Và đây có thêm một cái lựa chọn nữa là hôm nay Thảo giới thiệu đến mọi người một cái lựa chọn là cái sản phẩm cũng chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, đó là BioC Plus. Thì mỗi một viên BioC Plus này thì có hàm lượng 250mg, nó tương đương với khoảng 4 quả chanh. Và khi cơ thể đang có những cái dấu hiệu mệt mỏi, cảm cúm thì bên một bên ấy, Thảo sẽ dùng 1/4 cái viên BioC Thảo bỏ vào đây. Còn bên này á, một bên cốc nước này Thảo sẽ cho một quả chanh. Thì khi mà cơ thể mình mệt á, có phải là mình uống một cốc nước chanh vào mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn đúng không ạ? Và ở đây cái cốc nước dần dần nó cũng đang được chuyển màu sáng hơn. Ở đây cốc nước cũng đã chuyển màu sáng hơn. Nhưng mà ở đây tận sâu ở trong các tế bào á, thì mình nhìn thấy là các cái hạt gạo nó vẫn bị đen. Nhưng ở bên này cái BioC của Nutrilite thì mình sẽ xem cái phản ứng nó xảy ra như nào. Cái viên BioC của Nutrilite là được chiết xuất dạng viên nén 300%, cho nên là nó sẽ phải có thời gian để hấp thu vào cơ thể.
Và cần khi mà sử dụng DOC của Nutrilite thì cũng phải kết hợp với việc là sử dụng cái lượng nước uống hàng ngày nó đủ. Đây ạ, mọi người có thấy ngạc nhiên không ạ? Ở đây á, là cái cốc nước đã chuyển màu và nó rất là trong. Và đến tận sâu ở trong các cái tế bào là những hạt gạo nó đã trắng. Đấy. Và đây là một sự khác biệt rõ rệt giữa cái BOC Plus và một bên là dùng cái sản phẩm vitamin C ngoài từ thiên nhiên. Và nếu như mình đã bổ sung cái vitamin C hàng ngày rồi thì nếu mà mình vẫn phải hít phải khói bụi hàng ngày, rồi vẫn phải có những cái dùng những cái mà chất bảo quản từ thực phẩm, thì mình xem là cái nguồn vitamin C này nó đảm bảo là nó vẫn có thể tái tạo thêm cho mình. Ở đây thì cái dùng cái vitamin C từ quả chanh thì nó không có cái tác dụng để có thể là hỗ trợ tăng miễn dịch hàng ngày cho mình. Nhưng ở đây khi mình dùng với cái vitamin C của BOC Plus thì cái cốc nước này nó lại vẫn đã được trong. Ngoài ra có một cái mà sẽ rất là nhiều người bị dạ dày ấy, sẽ rất là lưu tâm ở cái vấn đề là cái sản phẩm mà vitamin C từ thiên nhiên, ví dụ như quả chanh ấy, thì có phải là có những người mà bị đau dạ dày thì nó sẽ không dùng được, bởi vì ở đấy là những cái có cái axit. Và ở đây là thảo dùng cái quỳ tím, có phải trong hóa học mình học cái thời học sinh ấy thì được biết rằng là nếu như mà khi quỳ tím mà chuyển sang màu đỏ tức là sản phẩm rất là nhiều axit. Thì mình thử ở đây là cái quỳ tím nó đã chuyển đỏ. Còn ở bên sản phẩm BOC từ quả tre, quả BOC từ vitamin C của Nutrilite thì nó trung tính. Tức là ở đây á, Nutrilite áp dụng là tinh hoa từ khoa học, tinh túy từ thiên nhiên, kết hợp khoa học vào để loại bỏ những axit không có lợi cho cơ thể. Vì vậy mà đã tiết xuất ra được sản phẩm BOC rất là tốt. Và cũng như Thảo phân tích là mỗi một cái viên BOC từ Nutrilite á, thì BOC từ BOC Plus á, thì có hàm lượng 250 mg. Mà ở đây mỗi một cái hộp này thì đang có cái giá mà phân phối là 418.000 đồng cho một cái hộp 100 viên. Và tính ra mỗi một viên này là nó khoảng tầm hơn 4.000. Trong lúc đấy thì mỗi một quả chanh mình mua thì cũng phải tầm 1.000. Và mỗi một cái viên C này là nó có cái hàm lượng khoảng tầm 4-5 quả chanh. Như vậy thì tính ra cái viên vitamin C này nó vẫn rẻ hơn cả cái việc của mình nạp chanh tự nhiên. Mà giá thành nó lại tốt hơn, nó lại tiện lợi hơn, với lại là vitamin BOC từ Plus nó tiện lợi hơn và nó lại mang lại cái giá trị dinh dưỡng tốt hơn. Thì theo các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn cái gì? Còn Thảo và gia đình thì lựa chọn BOC Plus hàng ngày.